Nhà đất Thanh Tuấn xin kính chào quý khách hàng đi mua nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình và quận 12. Và hôm nay Thanh Tuấn xin giới thiệu đến quý khách hàng đó là một căn nhà phố nằm ngay vị trí đó là đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha quý khách hàng. Và căn nhà của chúng ta thì có một diện tích đó là ngang 4,5 m này, độ dài lên đến đó là 13 m và được gia chủ thiết kế đó là một trệt này. Một trệt 3 lầu như quý khách hàng, với công năng đó là một phòng khách, một phòng bếp, 5 phòng ngủ và có 6 nhà vệ sinh và có khu vực sân thượng trước sau. Và căn nhà này hôm nay em xin gửi đến khách hàng đó là một vị trí thì rất là đẹp nha. Một vị trí thì chúng ta chỉ cắt mặt đường của đường Thống Nhất này thì tầm đó là 500 m thôi. Với vị trí thì chúng ta di chuyển ra khu vực Lotte Mart thì tầm đó là tầm 700 m thôi nha quý khách hàng ơi. Và căn nhà này gia chủ đang chào bán một mức giá thì rất là rẻ thôi. Một mức giá chỉ hơn 6 tỷ đồng một chút xíu thôi. Chúng ta có một căn nhà phố thiết kế đó là full nội thất này và được gia chủ thiết kế đó là đúc 3 tấm và giá thành thì rất là rẻ nha quý khách hàng. Rồi, bây giờ thì xin mời quý khách hàng chúng ta cùng di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà này, chúng ta cùng tham quan nha quý khách hàng.